tọa lạc trên mảnh đất rộng hơn 2,1 hecta một đỉnh đồi ở thành phố Santa Fe, bang California, Mỹ. Ngôi nhà ban đầu được xây dựng vào năm 1989 bởi một chủ tiệm kim hoàn và được chủ sở hữu hiện tại mua lại vào tháng 11 năm 2017. Trong như một phần của vách đá, thực chất ngôi nhà được bọc một lớp vật liệu xốp bên ngoài để tạo nên hình dáng đặc biệt. Nhìn từ xa, hầu hết mọi người chỉ nhận ra ngôi nhà nhờ ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ. Chính khả năng tàng hình này giúp chủ nhân của ngôi nhà tận hưởng sự riêng tư và không gian thiên nhiên tĩnh lặng. Dù kết cấu bên ngoài giống như đá, nhưng bên trong ngôi nhà không hề giống như một hang động. Các căn phòng đều sáng sủa, thoáng mát rộng rãi nhờ trần nhà cao, ô cửa hình vòm và cửa sổ được chăm chút cẩn thận. Một số công việc bảo trì đã được thực hiện để nâng cấp nội thất, nhưng các đồ đạc mới vẫn hòa hợp với thiết kế ban đầu. Ngoài các không gian chức năng chính, ngôi nhà còn có hai tầng lửng có thể làm góc tập thể dục hoặc âm nhạc. Mỗi phòng và sân thượng đều có tầm nhìn ra khung cảnh và bầu trời xung quanh. Bên ngoài có một gara mới được xây dựng và một khu cắm trại rộng rãi tất cả thiết kế gần gũi với thiên nhiên và hòa nhập với khung cảnh thách thức bất cứ đôi mắt tinh tường nào